Đi cút con mẹ. Trời đất ơi, chị quên chuyện thế nào. Tới những cái hát hòm rồi. À. Ôi em nhá, thôi em hòa tiếp tục. Chưa quay được đã ướt người rồi. Xin chào mọi người nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với bà Lý Vây Lốc. Bà Lốc Lốc. Thật là vãi trưởng cái cháu này. Đúng rồi, clip mà cầm bóng nước. Chạy đi các cháu ơi, nổ rồi. Trời ơi, khả năng. Mẹ mày khốn lạn vừa thôi. Chạy đi các cháu ơi, anh nổ bả rồi. Đến chơi thì bà Ly đừng có ở đây, bọn anh nhắn lại khổ. Về Ly à. Anh em. Về Ly là về gì? Ok bạn chào ơi. Em ơi. Hôm nay Hòa tiếp tục giả bà cụ đả bóng nước nha. Hôm nay Hòa tiếp tục quay một clip slip nha. Ta tặng hồi lạch thế. Hồi lạch thế. Cái đồ kinh tởm. Bỏ cái lách ra. Ôi, nhớ chịu được. Mày nhá. Ôi anh em. Thì anh em ạ. Hôm nay đầy càng anh em ạ. Được chơi anh em ạ. Ôi anh em. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giỏ vào cụ đảo ống nước trái anh em nhá. Tiếp tục vào clip của mình nha em nhá. Dạ vâng. Đi cút con mẹ. Trời đất ơi, chị quên chuyện thế nào. Tới những cái hát hòm rồi. Mắt thất thần, những hình ảnh đầy ám ảnh đó là những gì mà nhóm phóng viên chúng tôi bắt gặp. Duyên số sinh ra chúng mình, duyên nào sinh ra chúng mày. Ôi trời ơi. Cho nó nằm bê xe lết ngoài đường ngay. Là ta vì tình anh em ta đi, trong gian khó gian nan chúng ta vẫn một lòng. Mày làm sao mày ăn đi? Mày thích gì? Mày thích gì? Mày vào đi. Mày ăn đi. Mày ăn bố mày chưa đi? Ăn bố mày chưa đi? Mày làm sao? Mày tưởng bố mày sao à? Ê, nhà hàng này rồi, đi ơi. Mình mày á, bố mày ăn được mày đấy nhá. Ai ôi mà.
Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Cái này đẹp thế. Mẹ, chúng mày ơi. Mày làm gì? Hả? Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Không sợ cuộc đời này gặp gành trong gai, tao còn không sợ, vậy thì mày tuổi gì làm tao phải sợ. Sao mày khá cút con mẹ mà. Ghét vậy luôn. Đi xe. Đi luôn. Chúng mày ở đâu? Chúng mày ở Sơn Lạng rồi. Lạng Sơn. Lạng Sơn, Lạng Sơn đây là thùng sơn đây là gì? Ôi. À, điện thoại này. Không nên trộm cắp. Nếu trộm cắp sẽ bị công an bắt. Đá vô cuốn họng 8 cái. Lúc đó có khóc cỡ nào, ông cô nội sống gì cũng không cứu được. Mẹ là sao chừa em nhá. Đâu đâu. Giả đâu lắm. Nhanh. Trộm cắp. Không lên trộm cắp. À. Biến. Còn gì đâu.
mai sau giờ mình quên nhau bạn nhá. Được của nó đấy. Đâu? Nhà của anh. Mày làm gì đâu? Không biết gì đâu. Ít mẹ mày, buộc mày phải dây vào bố 12 năm trước thì mày cũng còn cái răng ăn cướp đâu. Anh em, run. Đứa nào cũng lên bố ăn hết. Thật không thể tin được. Vâng, thật không là không thể tin nổi. Nó ở cái tập chất. Mày bị điên à? À. Cô à, cô nhìn rất quen, cô dạy em rồi đấy. Thế ông im mẹ à mồm đi. Cô dạy em ra. Cô im im đấy, em làm tên, em làm tên. Cô ấy như tên là cô. Tên là cô giáo. Tên là cô. Cô dạy cấp 1 em nhớ mà. Tên là cô gái. Cô dạy cấp 2, cấp 1 đấy. Cô cho các bạn đi. Quế đúng không? Cô ơi, cô cho phỏng vấn cô ấy. Cô vẻ trên hồ. Cô giáo. Cô tên là gì đó? Cô giáo em. Cô giáo em trẻ trẻ. Cô cho em. Cô cho em. Sao cô? Đi bó. Đi bó. Thằng Huy. Vâng ạ. Học hành cho ngoan nghe nhá. Học hành nghe cô giáo dạy vất vả mà chúng mày học không lên thân đi. Nè. Còn này ra đây ngồi như thế nào mà phải gọi. Cô em tưởng cô vẻ cầu. Cô dạy em không cô? Cô giáo em kìa chị à. Em hát chất nhớ. Anh em nhá. Thì đây là anh ơi. Nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok. Nhớ subscribe kênh. Anh em. Thì mình kết thúc clip ở đây nhá. Thì bà trêu nhiều đau hết đầu anh em ạ.